xin chào tất cả anh em nhé. Và buổi chiều nay bên em tiếp tục mới về được đôi loa EV Edito đây các bác. Đấy, một cặp loa monitor bass 40 các bác nhá, từ 16 cồn họng 63 một ken. Đấy, một cặp loa bãi xịn nhưng mà đẹp mà thiếu thùng xốp các bác nhá. Là đẹp xuất sắc này, một cặp loa EV tiếp tục cặp bến. Đấy, EV Edito các bác nhá. Đấy, loa đẹp lắm các bác ơi. Chất âm tuyệt vời. Đấy, cặp này các bác chơi với không gian phòng từ 30 vuông trở lên, ghép với một quả súp bát 50. Đấy, chơi hết nước luôn. Đấy, giá 16 các bác nhá. Đấy, 16. Bác nào có nhu cầu một cặp loa mini EV Edito bát 40 liên hệ bên em. Theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265. Đấy, loa về em mà cắt bao ra là test thử luôn này. Đấy. Loa đẹp lắm các bác ạ. Đấy. Đẹp như mới các bác nhá. EV Edito này. Và 16 triệu cho một cặp loa mini xịn EV Edito bass 40. Từ 16 cồn họng 63 một ken. Đấy, bao zin nguyên bản cho anh em. Và cặp loa B EV các bác nhá. Loa đẹp lắm. Nó đẹp và chi tiết từng con ốc các bác này. Đấy, nó đẹp chi tiết từng con ốc các bác nhá. Đấy. Giá 16 triệu còn thương lượng. Bác nào có nhu cầu cặp loa Mỹ EV Edito này liên hệ bên em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.